Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, con gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 7, tuổi Dậu cũng có những đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 7 do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm rất nhiều những cơ hội để chúng ta có thể cải thiện nguồn thu nhập của mình trong tháng. Mặc dù tháng này nhìn chung thì công việc của bạn khá là bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền lại vừa có thêm kinh nghiệm. Trải nghiệm mới, cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả. Quan trọng là cách tuổi Dậu chúng ta nhìn nhận vấn đề, và nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội, còn nếu xem đó là bất lợi thì đương nhiên nó cũng trở thành bất lợi khiến chúng ta mệt mỏi. Do vậy mà bản thân của tuổi Dậu nên đối diện với mọi vấn đề với một thái độ mà chúng tôi khuyên rằng đó là nên tích cực và lạc quan. Nắm được vận may của mình trong tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Dậu vất lên như diều gặp gió, không gì có thể cản trở được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của tất cả quý vị, ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phân tích tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 7 âm lịch. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của tất cả các quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi gia chủ tuổi Dậu tháng 7 âm lịch năm 2022, trên phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, không có sự thay đổi nhiều cũng như là không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này nếu có dự định mở rộng kinh doanh làm ăn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người đã kinh doanh làm ăn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mà chúng ta có những cái quyết định kinh doanh. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng này không có nhiều tín hiệu tốt, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy và không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng này khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình làm sẽ gặp rất nhiều những vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tán, không thu hồi được vốn và tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng không tránh khỏi việc ốm vặt. Ra ngoài cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại và nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải những bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Dậu trong tháng này nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm. Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi Dậu tháng 7 âm lịch năm 2022 trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý tới vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi vì hệ tiêu hóa cũng không được tốt. Trong năm chịu tác động mạnh của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua rất nhiều vất vả, lo toan. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh tuổi Dậu cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý vị gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của tất cả các quý vị gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Bước sang những tháng giữa năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo của những người tuổi Dậu có nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho những người tuổi Dậu. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có đôi có cặp nên tận dụng thời điểm thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Do đào hoa mạnh, cho nên những người đã có gia đình cần phải chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người, thì chúng ta cần phải né ngay. Dù là có chuyện gì cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh nóng vội, không tỉnh táo dẫn tới chia ly. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2022, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng những người tuổi Đinh Dậu vẫn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới ăn uống, chế độ dinh dưỡng, thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ thì chúng ta nên tuyệt đối tránh xa, tạo nên ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Bước sang tháng 7 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực hết mình, thì cuối cùng bạn vẫn có thể giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, với những người tuổi Dậu, tháng này có nhiều khởi sắc mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầng cao mới. Dân văn phòng dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán vẫn rất phát đạt, lời lãi đổ về liên tục. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của cả hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có những kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Gia chủ Quý Dậu đa phần đều đã ra trường vài năm, có cuộc sống tự lập, một số người đã có gia đình. Tuy nhiên vốn ở tích lũy kinh nghiệm thì các bạn cũng chưa va vấp nhiều bằng những người 8X, vậy nên rất dễ bị lừa gạt lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, bạn có thể sẽ phải yêu xa, cho nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Xét tổng quan tử vi tháng Mậu Thân năm 2022 Nhâm Dần được dự báo là khá tốt đẹp đối với quý bạn Ất Dậu sinh năm 2005. Việc học hành ổn định, bạn luôn chăm chỉ và cầu tiến nên sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong năm học tới. Vấn đề tài chính mặc dù còn phụ thuộc phần nhiều vào gia đình, nhưng bởi vì cách chi tiêu tiết kiệm khoa học nên dư giả vẫn có. Tuy nhiên về quan hệ bạn bè, người thân sẽ gặp rắc rối, có đôi chút cãi vã không mong muốn. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 âm lịch có nạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với người tuổi Dậu, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên tiêu tiền quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có số mệnh, số phận của riêng mình. Hy vọng rằng thông qua việc luận giải tử vi của tất cả quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống và có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên ấn vào đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi những việc thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.